Xin chào các bạn. Các bạn ơi, trên tay của mình đây đang là một chiếc biến tần 1,5 kg, điện nguồn vào một pha 220V, ra ba pha 220V của hãng biến tần Arinco bên mình các bạn nhé. Thì chiếc biến tần này có chức năng là chuyển đổi điện một pha ra ba pha 220V để chạy cho động cơ, và có chức năng là tăng giảm tốc độ của động cơ tùy ý các bạn nhé. Tăng hoặc giảm tốc độ của động cơ này, rồi là bảo vệ động cơ khi mà động cơ bị quá tải này, động cơ bị mất pha, bị dòng điện bị sụt áp, mất pha sụt áp thì nó sẽ báo lỗi ở trên cái màn hình này để cho mình biết được là động cơ đang bị lỗi này, rồi là dòng điện đang bị có vấn đề. Mình kiểm tra lại và mình ấn nút reset ở đây. Đi là mình lại chạy tiếp các bạn nhé. Đấy, thì chiếc biến tần này có những cái gì mà nó lại hay như vậy thì các bạn hãy cùng mình đi khám phá chiếc biến tần này các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy nhìn về phần thiết kế này. Đấy, biến tần bên mình thì được thiết kế rất là nhỏ gọn nhé. Rất là nhỏ gọn này, được thiết kế rất là đẹp và nhỏ gọn này. Đặc biệt cái phần chiều dài này thì biến tần bên mình được thiết kế rất là vừa với nhiều cái tủ điện công nghiệp phổ biến bây giờ nhé. Đấy, tiếp theo là đến cái phần màn hình, thì đây các bạn nhìn phần màn hình này. Phần màn hình bên mình có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là chiếc màn hình này nó là màn hình rời và được tích hợp ở trên tất cả mọi cấp công suất của biến tần các bạn ạ. Đây, các bạn chỉ ấn nút này và bật lên thì nó sẽ tháo được chiếc màn hình rời đây nhé. Bên này mình có tháo sẵn một chiếc màn hình rời đây này để cho các bạn xem này. Thì chiếc màn hình rời này của bên mình thì được tích hợp ở tất cả mọi cấp công suất, và mình sẽ tặng kèm cho khách hàng cái khay màn hình đây, cái khay và cái cáp màn hình rời này để mình nắp lên trên những cái bề mặt bên ngoài của tủ điện nhé, để mình hiển thị cái tần số này, rồi hiển thị cái tốc độ, hiển thị cái phần cài đặt này đấy, rồi là hiển thị lỗi ở bên ngoài tủ rất là đẹp các bạn ạ. Tiếp theo là về trên phần màn hình thì mình sẽ có một cái phần nét để hiển thị về tần số, hiển thị tốc độ, rồi là hiển thị các lỗi này, hiển thị phần cài đặt ở đây các bạn nhé. Đấy, dưới này thì sẽ có 3 đèn, đèn báo tần số này, đèn báo dòng điện này, đèn báo vôn này. Bên này thì sẽ có đèn báo chạy thuận, đèn báo chạy nghịch, đèn báo lỗi. Dưới này thì sẽ có một cái chiết áp để điều chỉnh tốc độ của động cơ nhé. Điều chỉnh tùy ý tốc độ của động cơ ở cái chiết áp này. Tăng hoặc giảm thì điều chỉnh ở đây rất là dễ dàng các bạn. Ở bên này thì có một cái nút để chuyển trang này. Bên này có một cái nút dốc để chạy nhấp này. Đấy, dưới này thì có nút PRG này, nút Enter, nút lên, nút xuống để mình di chuyển và mình chọn trong quá trình mình cài đặt nhé. Đấy, nút này là nút run này, dưới này có một nút run này, nút chạy này, nút stop là để dừng này, và kiêm luôn nút start nhé, nút restart để mình reset lỗi lúc mà biến tần nó báo lỗi đấy, biến tần báo lỗi. Đây là hết phần màn hình, thì tiếp theo đến phần đây là phần bên trong nhé, thì mình sẽ cùng các bạn, đây mình sẽ mở cho các bạn xem phần bên trong của nó này. Bên trong này nó sẽ có những cái phần kết nối về nguồn điện. Đây các bạn nhìn nhé, bên này nó sẽ có nguồn điện đầu vào này. Nguồn điện đầu vào là một pha 220V thì có dây nóng và dây lạnh nhé. Đấy, L và N, nguồn điện đầu vào. P cộng và BR là để kết nối điện trở xả này. Rồi là 3 dây nguồn đầu ra của động cơ. U, V, V kép mình sẽ kết nối ra động cơ nhé. Thì ở đây là con biến tần này là dùng động cơ, chạy cho động cơ 3 pha 220V các bạn. Đấy, động cơ của Nhật ấy. Và đây là một cái cổng để kết nối nối đất nhé, để nối đất này. Bên trong này thì nó sẽ có những cái con ốc. Bên trong này sẽ có những cái con ốc để mình bắt những cái dây đấy nhé. Tiếp theo trên này là mình sẽ có một cái ngõ vào terminal này. Ngõ vào terminal đầu tiên là AI, GND và cộng 10V. Là mình để kết nối cái chiết áp đầu vào, chiết áp để điều chỉnh tốc độ bên ngoài nhé. Đấy, tiếp theo là cổng cộng 10V và A0 là một ngõ đầu ra này. Tiếp theo là 485 cộng và 485 trừ để kết nối truyền thông này. Rồi là X1, X2, X3, X4, X5 và GND là mình để kết nối cái tín hiệu bật tắt đầu vào hoặc là tín hiệu đa cấp tốc độ này, bật tắt đa cấp tốc độ nhé.
cộng 12V và I1 là một ngõ đầu ra nữa này. Rồi TA, TB và TC là đầu ra dạng Rene. Thì TA và TB là tiếp điểm thường đóng này. TA và TC là tiếp điểm thường mở các bạn nhé. Đấy, thì chiếc bế tần này nó được thiết kế rất là nhỏ gọn này. Vừa có chức năng là chuyển đổi điện một pha 220V, điện gia đình mình đấy, ra 3 pha 220V để chạy cho động cơ, vừa có thể tăng giảm tốc độ của động cơ một cách tùy ý này, vừa bảo vệ động cơ khi bị quá động cơ bị quá tải này, phần cơ khí bị quá tải hoặc là phần cơ khí bị kẹt nhé. Rồi là bảo vệ động cơ khi mà dòng điện bị mất pha, sụt áp thì nó sẽ báo lỗi để bảo vệ phần động cơ của mình các bạn nhé. Bế tần của bên mình đấy rất là đặc biệt và nó được tích hợp sẵn màn hình rời này, tặng kèm khay cáp màn hình này, đưa ra tủ rất là đẹp này. Rồi là mình được bảo hành, chế độ bảo hành rất là tốt và anh em kỹ thuật bên mình thì hỗ trợ rất là nhiệt tình và tận tâm các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có câu hỏi gì thắc mắc về bến tần thì cứ để lại dưới phần bình luận cho mình, follow thêm kênh của mình để biết thêm nhiều điều hay ho về bến tần nhé các bạn.